Em Thịnh xin chào bác. Hôm nay em xin gửi tới các bác clip cửa hàng em độ đèn cho chiếc Accent. Và cái chiếc xe này đó chính là đời 2022. Và cái con Accent 2022 này thì nó đặc biệt một tí xíu hơn các con khác một tí xíu, đó chính là nó đã có một cái bát zin coi nhá. Những con đời cũ hơn thì nó sẽ không có cái bát này. Chúng ta bắt buộc phải chế trên khung. Tuy nhiên thì cái dòng này nó đã có bát rồi và chúng ta chỉ việc đặt bi lên và gá lên trên cái bát đó, sau đó bắt lên cái khung zin của xe là được thôi, không phải chế cháo một tí gì nữa cả. Để các bác sau khi mà có đổi xe muốn giữ lại bi thì hoàn toàn có thể giữ được và cho về zin thôi nhá. Bọn em đang đến cái quá trình đó chính là gá rồi đây các bác ạ. Sau khi đã đặt bát thì chúng ta sẽ tiếp tục gá bi lên. Đây các bác có thể quan sát đây, vị trí của bi led đặt lên trên cái bát đó và cái bát đó bắt tiếp vào cái khung nguyên bản của xe các bác nhá. Nó cực kỳ là đơn giản thôi các bác ạ. Thực sự thì độ đèn thời điểm bây giờ thì nó đã trở nên nó đơn giản rất là nhiều so với thời điểm cách đây khoảng tầm hơn một năm về trước rồi. Mọi thứ đều bắt zin hết. Cái này thì hoàn toàn có lợi cho khách hàng cũng như là giúp cho bọn em có thể thi công được nhanh hơn. Đây các bác, cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Sau mà các bác có đổi xe mà muốn về zin thì có thể về được. Tí nữa thì những cái phần điện của cái xe này thì chúng ta sẽ phải đấu hàn được các bác ạ. Không cắm rắc được, bởi vì cắm rắc thời gian sau ở trong này nóng này nó sẽ dễ bị mô ve. Bọn em hàn thì đảm bảo nhất câu nhá. Cắt hàn. Đây là cái dây pha của con Accent đây. Dây pha đấu vào đây thôi, giật pha là lên thôi. Độ bi cho Accent thì em độ quá nhiều rồi. Mọi việc nó diễn ra nó cực kỳ nhanh và đơn giản được các bác ạ. Không có gì là phức tạp cả. Hôm nay bác chủ xe lên bộ bi này, đó là bộ bi phát V1. Bảo em tặng kèm luôn cả mắt quỷ với nhá. Tí nữa thì khi đã lắp đặt lên xe và căn chỉnh xong thì em sẽ quay cho bác cái thành quả. Sau khi bọn em đã lắp được bi vào trong cái phần gá của nó rồi thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo, đó là căn chỉnh các bác ạ. Chúng ta sẽ dùng một cái đèn laser như thế này để xác định cái tâm của bi, tâm chính xác của bi và căn lên bạt thôi. Rất đơn giản. Đây là cái bi đây các bác nhá. Chúng ta đang lấy tâm đây. Em zoom lại cho các bác thấy này. Đây ạ. Đấy, mình sẽ lấy đúng cái tâm bi này vào đúng cái tâm ở trên bạt và chúng ta gióng vào nhau thôi. Thì cái tâm của ánh sáng nó vào đúng tâm ở trên bạt là được các bác ạ. Rất tỉ mỉ. Bên này thì bọn em đang làm đấy các bác ạ. Sau khi đã hoàn thiện được quá trình căn chỉnh thì các em tiếp tục tháo đèn xuống và thêm một cái lớp keo nhiệt mới các bác ạ. Đấy, có nghĩa khi chúng ta bóc ra thì những lớp keo nó bị bám theo những cái mép đèn ở trên mặt mica và nó sẽ bị mất đi tương đối nhiều. Chính vì thế chúng ta sẽ phải thêm một lớp keo nhiệt như thế này. Đây, keo nhiệt nguyên bản này. Để chúng ta đảm bảo cái việc nó kín nước nhất có thể các bác nhá. Và sau đó là úp mặt đèn vào thôi. Úp mặt đèn vào và sau đó là cho vào trong lò hấp. Hấp đủ nhiệt độ và cho đèn ra là ok thôi. Sau khi đã lấy được đèn từ lò ra thì đây chính là cái thành quả đây các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy cái mép đèn của cái chiếc xe Accent này. Một chiếc đèn này thì nó đã được vào như này các bác nhá. Khít nhất có thể rồi. Và nó cũng đưa về cái trạng thái gần như nguyên bản ban đầu các bác ạ. Việc mà chúng ta ép được cái mép đèn nó vừa khít như này thì sẽ đảm bảo được cái việc nước nôi nó sẽ không bị vào nữa. Sẽ không bị vào nước ở trong cái quá trình các bác sử dụng phía sau các bác nhá. Bây giờ thì bọn em đã hoàn thiện xong bộ bi VFAT V1 cho chiếc Hyundai Accent rồi các bác ạ. Vừa rồi bác chủ vừa tắt cái mắt quỷ đi. Đây các bác nhá. Cái tâm của đèn bi nó nằm gọn đúng với vị trí nguyên bản ban đầu. Nhìn như zin luôn các bác ạ. Rất là đẹp mắt. Bây giờ thì em vệ sinh cái mặt đèn nữa các bác nhá. Bác chủ hôm nay đã được tặng một bộ mắt quỷ nữa, màu xanh như này. Cực đẹp. Em mời các bác tham khảo qua ánh sáng này, ban ngày của bộ VFAT V1. Xin các bác xem này. Bật bật đèn đi. Đây là sáng cốt các nhá. Hiện tại thì là ban ngày nên nó sẽ không được hẳn rõ quá đâu. Bật pha nào. Pha đây bạn, rất nhanh. Đá pha nào. Cực kỳ nhanh luôn. Cái bộ bi này thì em đã có những clip em test chạy đêm rồi.
Nếu các bác có nhu cầu quan tâm thì các bác click dưới link phần mô tả có nhé. Em sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bác xem. Thì clip ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Em xin cảm ơn các bác ạ.